Từ khi mà Thủ tướng Chính phủ công bố dịch vào ngày 6 tháng 1 âm lịch thì đối với các ngân hàng như là BIDV hoặc là Vietcombank hay là ngân hàng nông nghiệp mà những ngân hàng mà đang tài trợ vốn cho chúng tôi thì các anh chị đó rất là quan tâm và cũng có đến gặp gỡ doanh nghiệp và cũng đề nghị là lên khảo sát để xem xét cái tình hình thực tế về khách cũng như là các cái khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp, và họ cũng thực sự là vào cuộc với chúng tôi trong những ngày vừa qua để cùng tìm những cái giải pháp về tài chính. Và cho đến thời điểm này thì tất cả các ngân hàng gần như là cũng đã đưa ra, ngay khi mà ngân hàng nhà nước có thông tư 01 để hướng dẫn về các cái chính sách thì các ngân hàng cũng đang hướng để giãn nợ cho chúng tôi, giãn nợ toàn bộ những cái dư nợ trong năm 2020, và cái hỗ trợ về lãi suất đối với BIDV hiện nay là cũng đã có cái thông báo là hỗ trợ lãi suất 1% cho chúng tôi từ nay cho đến hết 31 tháng 12 năm 2020. Đó là những cái mà ngân hàng cũng đã vào cuộc và chúng tôi thực sự cảm thấy rất là ấm lòng khi mà có cái hỗ trợ của ngân hàng trong lúc này.